hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội về hình ảnh giáo sứ Võ Dõng, giáo sứ Dốc Mơ và giáo sứ Gia Yên. Có những sợi dây răng ngang cũng như là hàng rào để mà ngăn chặn việc lưu thông cũng như là hạn chế người đi lại để tránh tình trạng việc lây lan coronavirus. Nhiều ngôi nhà thờ phải đóng cửa, nhiều chủ chăn đã vắng đoàn chiên và các sinh hoạt tôn giáo không thể diễn ra, ít nhất là những ngôi nhà thờ này được thấy nằm dọc theo quốc lộ 20. Những người Công giáo chúng ta đang kêu gọi cầu nguyện cho nhau và kêu gọi cầu nguyện cho đất nước Việt Nam vượt qua giai đoạn này. Giáo hạt Gia Kiệm cũng có nhiều giáo xứ dọc theo quốc lộ 20 đã và đang nằm trong bối cảnh là khu chợ không có những tiểu thương, thiếu vắng người mua, kẻ bán tấp nập. Những khu xóm, những con hẻm đã bị phong tỏa và đường phố rất là vắng người. Như chúng ta đã biết, giáo hạt Gia Kiệm nằm ở trên những cây số đầu của quốc lộ 20, đoạn đi từ ngã ba Dầu Giây, đi qua Định Quán, Phương Lâm và qua Lâm Đồng về Đà Lạt. Những hình ảnh trong ngày 1 tháng 7 năm 2021 ở tại một vài giáo xứ thuộc hạt Gia Kiệm nằm ở hai bên đường ở quốc lộ 20. Những khu họp chợ của các giáo xứ này gần các nhà thờ dường như trước đây các tiểu thương qua lại, người buôn bán tấp nập thì giờ đây lại thiếu vắng người. Những khu xóm, những con hẻm vắng người, và thay vào đó là những hình ảnh những anh dân quân, những người đang khẩn trương dựng những hàng rào che chắn và thay ca nhau trực để giữ gìn trật tự, bảo đảm cho người dân hạn chế đi lại để tránh tình trạng lây lan. Bắt gặp vào buổi sáng ngày 1 tháng 7, 2021, những người nông dân cũng phải vội vã để mà tranh thủ tiêu thụ nông sản của mình. Những xế hàng chở đầy xe Honda chạy qua chạy lại để tranh thủ những chuyến hàng cuối cùng, tránh tình trạng để hàng hóa hư bởi vì chợ không họp được. Qua những hình ảnh này, người Công giáo chúng ta, đặc biệt là cộng đồng Công giáo ở tại giáo hạt Gia Kiệm nói riêng, cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt, cuộc sống đang bị xáo trộn. Tuy nhiên, có một điều vô cùng tuyệt vời, đó là nhiều tấm lòng vì cộng đồng, vì tha nhân đang chia sẻ cái sự khó khăn này và lan tỏa tình người. Nhiều nhóm thiện nguyện đến và chia sẻ cho những người phục vụ trong bối cảnh cuộc sống như hiện tại, như các anh dân quân phải hy sinh để mà phục vụ. Qua những nghĩa cử rất đơn giản bằng những ly nước, ly cà phê giải khát mỗi ngày. Và những bà mẹ Công giáo cũng không quên rằng phục vụ cho các anh những bữa ăn thật sự là đơn giản để bảo vệ sức khỏe, thực hiện nhiệm vụ của mình. Còn có những người có tấm lòng cao hơn, gửi những món quà thực sự chân chất và rất là thiết thực cho đời sống sinh hoạt hàng ngày, như bó rau, quả bí, trái bầu. Biết bao nhiêu nhóm thiện nguyện của các giáo xứ cung cấp miễn phí về lương thực, rau, nhu yếu phẩm cho những khu vực đang chịu cảnh cách ly. Nhiều người trên mạng xã hội chia nhau những khẩu hiệu rằng Gia Kiệm ơi cố lên, Sài Gòn ơi cố lên và nước Việt Nam ơi cố lên, cũng như là những lời cầu chúc tốt đẹp nhất, cầu chúc sự bình an đến cho mọi người. Và điều đặc biệt với tinh thần người Công giáo, chúng ta mời gọi nhau để cầu nguyện đặc biệt cho bối cảnh cả Việt Nam nói chung và trong từng giáo xứ, đặc biệt những giáo xứ đang phải lâm vào những cảnh như vậy. Lạy Chúa đừng để con quá giàu, và lạy Chúa đừng để con quá nghèo, vì nghèo quá làm con nghi nan, và giàu quá làm con xa hoa. Con chỉ xin một mối tình là vô.
phục vụ Chúa không cần đáp đề. Vì lạy Chúa cuộc đời con đây, cuộc đời con đây có gì cũng là của Chúa đây thôi. Thì lạy Chúa cuộc đời con đây, trọn đời con đây hiến dâng cho Ngài, mãi mãi không bao giờ đổi thay. Lạy Chúa đừng để con quá tài, và lạy Chúa đừng để con yếu hèn, vì hèn yếu làm con bi quan, và tài cán làm con kiêu căng. Con chỉ xin một mối tình là phục vụ Chúa không cần đáp đề. Vì lạy Chúa cuộc đời con đây, cuộc đời con đây có gì cũng là của Chúa đây thôi. Thì lạy Chúa cuộc đời con đây, trọn đời con đây hiến dâng cho Ngài, mãi mãi không bao giờ đổi thay. Lạy Chúa đừng để con quá buồn, và lạy Chúa đừng để con đắm chìm, vì chìm đắm lòng con đi hoang, và buồn chán làm con vong ơn. Con chỉ xin một mối tình là phục vụ Chúa không cần đáp đề. Đời con đây, cuộc đời con đây có gì cũng là của Chúa đây thôi. Thì lạy Chúa cuộc đời con đây, trọn đời con đây hiến dâng cho Ngài, mãi mãi không bao giờ đổi thay. Vì lạy Chúa cuộc đời con đây, cuộc đời con đây có gì cũng là của Chúa đây thôi. Thì lạy Chúa cuộc đời con đây, trọn đời con đây hiến dâng cho Ngài, mãi mãi không bao giờ đổi. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.